Các bạn hãy chú ý thật kỹ điều tôi sắp nói đây. Đây có lẽ là một chiêu khá là độc đáo để giúp các bạn có chỉnh sửa qua lại giữa hai phần mềm thì Lumion sẽ cập nhật rất nhanh. Ví dụ ở đây, tôi thấy rằng hai ô tô này của chúng ta quá thừa thãi, tôi không thích một model xấu thế này, tôi muốn xóa đi. Nhưng nếu xóa đi ở đây thì quả là một điều không tiện bởi vì Lumion không hỗ trợ các bạn xóa trong model này. Vì vậy, tôi sẽ chỉnh sửa lại file Revit và chúng ta sẽ import lại vào để Lumion cập nhật lại. Có nghĩa rằng ở file Revit tôi sẽ xóa hai ô tô này đi và tôi sẽ load lại file này. Hiểu một cách rộng hơn thì các bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ một thành phần nào bên file Revit. Chúng ta sẽ load lại đây. Tức là mình reload và ở đây Lumion sẽ cập nhật cho chúng ta. Để làm điều này, chúng ta cần phải về phần import. Và tôi chọn chắc chắn phải vào vật liệu rồi. Bây giờ tôi chọn vào một đối tượng bất kỳ. Sau khi vật liệu đã nhận bề mặt, tôi sẽ ốp lại phần kính này trước, sau đó tôi sẽ chỉ cho các bạn sau. Chúng ta cùng nhau zoom lại gần. Ở video trước, chúng ta chỗ phần này, tôi bấm dấu cộng và bấm vào kính. Và đương nhiên, tôi sẽ về phần custom, chọn phần grass. Vậy là ok. Tôi nhấn add. Và đồng ý luôn ở đây. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau thay đổi. Nói cách khác, chúng ta cùng nhau cập nhật file cho đối tượng này. Tôi sẽ làm biến mất hai ô tô này bởi vì ở bên file Revit tôi đã xóa đi rồi. Tôi bấm trực tiếp vào đây. Các bạn chú ý ở đây có dòng reload và các bạn cũng chú ý ở trên có đường dẫn. Sau khi export file lại rồi, chúng ta sẽ copy qua file này và rename lại. Bây giờ tôi tạm thời để phần mềm này và chúng ta bật thư mục nó lên, tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn chú ý file DDA của chúng ta. Xin lỗi các bạn, chúng ta có file DAE ở đây là file hiện tại Lumion đang nhận vào. Và file này có hai ô tô ở trong gara, còn file này tôi đã xóa hai ô tô ở trong gara rồi. Mục đích là tôi sẽ xóa hai file đó và tôi sẽ load lại file này. Vì vậy, tôi cần đổi tên file này thôi. Các bạn có thể nhấn F2 trên bàn phím đổi thành một tên bất kỳ, ví dụ tôi thêm một số bột nữa. Và đương nhiên, file các bạn muốn load lại, tức là mình reload lại model của chúng ta thì tôi phải đổi tên giống file thứ nhất. File này là 001. Còn đường dẫn thì các bạn chắc chắn phải nhớ rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay lại Lumion và chúng ta reload lại. Bản thân tôi nghĩ đây là một chiêu khá hiệu nghiệm nếu như chúng ta chỉnh sửa nhiều qua lại giữa các phần mềm và mình có thể export cách thoải mái. Sau khi sửa tên, tôi cần bấm vào đây thôi. Các bạn hãy chú ý, file thứ hai tôi cho vào đây, tôi đã xóa hai ô tô rồi. Tôi reload và các bạn sẽ thấy hai ô tô lập tức biến mất. Quá trình reload khá lâu, chúng ta chờ một chút. Vậy là xong rồi đấy các bạn. File thứ hai DEA, tôi đã xóa hai ô tô và reload lại, tất cả mọi vật liệu chúng ta đều giữ nguyên và chỉ biến mất hai phần ô tô thôi. Tóm lại, Lumion xử lý khá thông minh trong việc này. Vì vậy, khi nào chúng ta cần chỉnh sửa nhiều, hãy nhớ tới chức năng này. Nếu như bạn quên, hãy bật lại video nhé.